Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Như các bạn đã xem ở trong tập trước, Phong Cận đã nhận nuôi một em bé hồ ly bị bỏ rơi. Đó là một em bé gái vô cùng xinh xắn và đáng yêu, nên Sammy và Phong Cận rất thích em bé này và đã quyết định để em bé hồ ly chung sống cùng với bé cá con. Nhưng thật không may, hóa ra em bé này thật ra là hồ ly chín đuôi trong truyền thuyết, vô cùng nguy hiểm. Liệu Sammy và cá con có xảy ra chuyện gì hay không? Mời các bạn đón xem. Anh hứa là yêu em suốt đời, yêu lắm đó nha. Anh hứa là sẽ không nuốt lời điều mới nói ra. Muốn nói là thương em quá trời, nhung nhớ quá ta. Và sẽ bên em đến cuối đời, không muốn cách xa. Anh khi sinh ra tính vốn thật thà, nên là thương anh phải nói ra. Muốn được bên em đến cuối cuộc đời, thế nên là anh không muốn cách xa. Ở ngoài kia bao nhiêu chàng trai, vì thấy em xinh tỏ tình là chính. Còn anh đây không giống bọn nó, vì anh yêu em nên mới thả thính đó nha. Ngươi định làm gì bé cá con của ta hả? Nhá. Ta chỉ tính bắt cóc nó một xíu thôi mà. À mà khoan đã, Sammy, chẳng lẽ ngươi không nhớ ta là ai sao? Ngươi là ai? Đúng là lũ phù thủy ngô ngốc. Ta chính là hồ ly chín đuôi đến từ thế giới phép thuật. Và ta tới đây để trả thù ngươi. Hóa ra ngươi là hồ ly chín đuôi sao? Mà tại sao ngươi lại trả thù ta hả? Hồ ly bọn ta lúc nào cũng căm ghét cái lũ phù thủy như các ngươi á. Tại sao lúc nào các ngươi cũng bảo vệ những cái lũ con người ngu ngốc đấy à? Làm tụi ta không thể bắt được con người và không thể chế tạo được suốt trường sinh bất tử. Phù thủy ta đây sẽ bảo vệ con người, còn hồ ly các ngươi đừng hòng hãm hại họ. Vậy thì ta sẽ bắt cóc ngươi luôn, coi ngươi bảo vệ con người như thế nào. Ôi, thả ta ra, thả ta ra! Không! Sammy ơi, cá con ơi, tôi đến cứu hai người đây. Trời ơi, mấy bạn ơi, như vậy là chết rồi. Không biết là cá con với lại là Sammy hiện tại giờ đang như thế nào ta. Cá con ơi, trời, cá con ơi, con đâu rồi? Cá con ơi, trời ơi, chết rồi bạn ơi. Cá con không có ở trong phòng. Chẳng lẽ là cá con bị bắt rồi sao? No, không được. Để mình lên trên mình xem coi. Sammy ơi, Sammy. Rồi xong luôn, không còn ai đây luôn bạn ơi. Trời ơi, như vậy là cá con với lại là Sammy đã bị con hồ ly chín đuôi nó bắt rồi sao? Trời ơi bạn ơi, không được rồi. Bây giờ phải làm cách nào đây trời? Làm cách nào để cứu được hai người họ đây? Bây giờ làm sao đây? Mình là một con người bình thường, làm sao mình có thể đánh lại được con hồ ly chín đuôi bây giờ mấy bạn? Mấy bạn nghĩ cách giúp Phong coi. Trời ơi, Sam ơi, cá con ơi, giờ phải làm sao đây? Suy nghĩ cách đi Phong ơi. Trời ơi, động não đi Phong ơi. Giờ làm sao đây trời? Mấy bạn ơi, bây giờ làm sao đây? Giờ làm sao để cứu được Sam với cá con đây? Suy nghĩ. Căn phòng phép thuật. Đúng rồi. Lên trên cái căn phòng phép thuật. Đúng rồi. Để mình xem coi, trong mấy cái quyển sách này có cái quyển sách nào là hướng dẫn cách tiêu diệt hồ ly chín đuôi không ta? Có không? Trời ơi trời, không có bạn ơi. Ở đây chỉ toàn có mấy cái bình thuốc phép thuật mà mình không biết là gì hết trơn à. Giờ làm sao đây? Chết rồi, hồ ly chín đuôi nó biết phép thuật. Còn mình thì mình chỉ là con người bình thường thôi. Làm sao mà đánh lại nó đây? Trời ơi trời, giờ làm sao mấy bạn ơi? Làm sao nhờ? Chẳng lẽ là từ bây giờ mình và cá con và Sammy sẽ không bao giờ gặp lại được nhau nữa sao? Chẳng lẽ là vĩnh viễn không bao giờ có thể cứu được họ hay sao? Trời ơi, Sam ơi, cá con ơi, giờ sao đây ta? Đây là bức tranh ngày xưa mình chụp chung với lại Sam nè. Không được, mình không thể nào yếu đuối vậy được. Không thể yếu đuối vậy mãi được. Mình phải giải cứu Sammy và cá con, bởi vì họ chính là gia đình của mình, họ chính là người thân của mình. Trên đời này không có gì quý giá bằng người thân, bằng gia đình. Mình phải giải cứu họ, mình không thể yếu đuối vậy được. Bây giờ làm sao đây? Suy nghĩ cách, làm cách nào để tiêu diệt con hồ ly chín đuôi ở đây? Suy nghĩ. Đúng rồi, trong những cái rương này rất là nhiều gậy phép thuật.
Đúng rồi ha, trời, mình quên mất các bạn ơi, Sammy cũng là phù thủy mà. Tính ra là Sammy cũng có rất là nhiều gậy phép thuật ở trong đây. Ồ, rất là nhiều gậy phép thuật luôn nè. Hợp lý, tại sao mình lại không dùng gậy phép thuật của Sammy để mình đi giải cứu Sammy và các con vậy? Ờ đúng rồi, tính ra là có gậy phép thuật mình sử dụng được mà. Ok, lấy hết, mình sẽ lấy một ít nha các bạn nha. Lấy một ít nè, ok, lấy thêm ngọc Ender nè. Ok, rồi, bây giờ cũng chắc như đây gậy chắc cũng đủ rồi các bạn ơi. Ok, tầm vài cây thế thôi, chắc là cũng đủ rồi đó. Ok, mình sẽ lấy mấy cây này đi giải cứu Sammy với lại các con. Nhảy xuống, khoan từ, mấy bạn ơi. Giờ Sammy với các con đang ở đâu? Làm sao mình biết được? Gậy phép thuật thì mình có rồi nè, nhưng mà biết kiếm họ ở đâu bây giờ? Ôi, đúng rồi ha. Bây giờ á, hồ ly chắc là nó cũng biết bay. Nó đưa Sam với lại là các con bay xa lắm rồi. Bây giờ làm sao mình đuổi theo kịp? Ôi là trời, gậy phép thuật cũng có làm được gì đâu chứ. Ôi, giờ làm sao đây? Đúng rồi, chổi bay. Đúng rồi các bạn ơi, mình quên mất là Sammy có chổi bay mà đúng không? Chổi bay có thể giúp cho mình bay đuổi theo con hồ ly đó được. Ôi, đúng rồi, chổi bay đâu rồi, chổi bay ơi, ngươi đang ở đâu? Trời, trong toilet làm gì có cái chổi nào? Trời ơi, kiếm cái chổi bay đâu ra vậy ta? Để mình đi xuống dưới bên dưới nhà bếp để mình kiểm tra coi có cái chổi bay nào ở đây không. Chổi bay ơi, mày đâu rồi? Làm ơn ra đây đi, tao đang cần mày lắm á chổi bay. Ôi trời, ở đâu vậy? Nhanh lên, không thôi là hồ ly nó ăn thịt cá con với lại là Sammy mất. Ôi, chổi bay. Đây rồi, chổi bay đây rồi. À, cuối cùng thì ta cũng đã tìm thấy mày rồi chổi bay à. Đi theo tao, nhanh lên. Ok bạn ơi, mình đã có chổi bay rồi, có thêm cả gậy phép thuật nữa. Như vậy thì mình có thể giải cứu Sammy với lại các con được rồi. Để coi, hồ ly nếu như mà chạy ra ngoài đây á thì nó sẽ đi hướng nào ta? Hey, chết rồi bạn ơi, thế giới rộng mênh mông làm sao biết hai người đó đang ở đâu được. Hey, giờ sao ta? Thông minh lên xíu coi, hồ ly hả? Chắc chắn là hồ ly, chắc chắn nó phải quay trở về khu rừng của nó. Mà xung quanh đây chỗ nào có khu rừng ta? À, bên này, đúng rồi. Bay về hướng khu rừng. Nhanh lên. Hey, Sammy ơi, các con ơi, tôi đến cứu hai người đây. Chờ tôi nha, tôi sẽ giải cứu hai người, yên tâm đi. À, mình đã tìm ra họ rồi mọi người ơi. Cá con Sammy với lại hồ ly chính đuôi kìa. Hey, trời, tức quá mà. Cái tên hồ ly kia, ngươi có mau thả cá con với lại Sammy ra không thì bảo. Hả? Ngươi nghĩ ngươi có thể cứu họ một cách dễ dàng vậy sao? Hả? Này, ta nói cho ngươi biết nha, ngươi hãy nhìn trên tay ta đi. Trên tay ta có rất là nhiều gậy phép thuật đó. Nếu như ngươi không thả họ ra thì đừng trách ta sẽ dùng phép thuật để trừng trị ngươi đó. Ồ, trời ơi, dễ thương quá. Để xem lũ con người ngu ngốc như các ngươi làm gì được ta. Yêu quái đâu, xuất hiện. Ôi, cái gì mà nhiều quá vật cái vậy? Chạy. Ôi trời ơi mấy bạn ơi, thì ra con hồ ly này nó có thể chịu hồi được quái vật mấy bạn ơi. Trời cái gì mà ghê quá vậy. Ôi, mấy bạn coi sau lưng mình kìa, quá trời quái vật luôn. Chạy. Giờ làm sao đây, bọn nó đang tấn công mình mấy bạn ơi. Đúng rồi, gậy phá được. Ha. Có gì không? Cái gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa sao mà nó không tấn công được mình ta? Wow, mấy bạn nhìn nè. Trời ơi trời, mấy con quái vật nó không đánh được mình nữa bạn ơi. Bởi vì mình đang có một cái vòng bảo vệ. Trời ơi trời, quá xịn luôn nè. Cái tụi quái vật tụi mày nghĩ tụi mày là ai mà tụi mày có thể đánh được tao hả? Thấy trên tay tao cầm gì không? Cái này là gậy phép thuật đó mày. Hãy xem đây, còn gì nữa không ta? Đâu để mình xem thử còn gậy phép thuật gì hay không nhớ bạn nha. Cái này gậy gì đây? Gậy tấn công hả? Đâu để xem coi. Wow, mạnh quá mấy bạn ơi, bạn coi nè. Mày. Ê, đâu quá em. Ôi trời, cái phép thuật nhằm bảo vệ hết nữa bạn ơi. Chạy. Lại đây. Tao sợ tụi mày quá hả? Xem nè. Bùm chiêu. Ôi trời, cái gì mà đông quá vậy? Cái gì mà nhiều quá vậy? Trời. Trời ơi mấy bạn ơi, mình có gậy phép thuật mình mạnh quá bạn ơi, bạn coi mình nè. Đấy. Bùm, chết đi cho con. Bùm. Chạy đi. Đông quá. Ui trời, vẫn chưa đủ bạn ơi. Trời, hai cái gậy pháo lực này vẫn chưa đủ mạnh để tiêu diệt bọn nó. Còn gậy gì nữa không ta? Ủa cái này là cái gậy gì đây? Hả? Ui, mấy bạn coi kìa, nó biến con vợ thành cục đá luôn bạn ơi. Wow. Mày hả mày, biến thành cục đá luôn nào. Trời ơi bạn coi nè, mấy con nhện bị biến thành cục đá hả bạn ơi. Ôi con zombie, để mình thử con zombie thử nha. Con zombie hả? Zombie nè. Ui, nó biến thành cục đá hả bạn ơi. Ui okay. Còn cái gậy gì nữa không ta? Gậy này là gậy gì đây? Tụi mày lại đây, tao có gậy phép thuật nè, có giỏi lại đây đánh tao đi. Ok bạn ơi, để coi cây gậy tiếp theo là cái gì nha. Ủa, lại đây nào, lại đây. Wow, gậy động đất các bạn ơi. Trời ơi, nó làm cho gọi là động đất nè. Wow, ghê dữ. Rồi, để coi cây gậy tiếp theo là cái gì nha bạn nha, thử nha. Hey. Cái gì vậy? Ủa gì vậy? Wow, cây gậy này chịu hồi thiên thạch mấy bạn ơi. Wow, cái gì ghê quá vậy? Tụi mày lại đây nào. Hey, chịu hồi thiên thạch. Chà.
Thiên Hạch rơi xuống. Chết mày đi con nhện. Lại đây, mày hả mày? Mày hả nhện? Mày, tao giờ sợ mày quá. Ê, đâu. Ui, Thiên Hạch rơi xuống. Bùm. Trời ơi bạn ơi, mấy con zombie này không làm gì được mình luôn bạn ơi. Ok, lại đây nào, lại đây, lại gần đây, tao cho động đất nè. Gãy động đất. Ha! Banh xác hết chưa con? Ok, thôi vẫn còn vài con bạn ơi. Ok, gãy tấn công. Hey. Trưởng nè. Trưởng nè. Chết tụi mày đi. Trưởng nè. Ha! Ok. Rồi coi còn cái gậy nào khác không ta? Cái gậy này là cái gậy gì đây? Ha! Con zombie nó bị kẹt trong cái bong bóng rồi bạn ơi. Ok. Trời. Đấy, gãy động đất. Ha! Mấy con zombie banh xác hết rồi bạn ơi. Mày hả mày? Trưởng mày nè. Hey. Rồi banh xác zombie luôn bạn ơi. Còn một con nè, để mình gậy hóa đá. Trời ơi bạn ơi, cây gậy này đã hóa đá con zombie luôn rồi bạn ơi. Nó không cử động được nữa rồi. Ê, vẫn còn hả? Lại đây. Mày hả mày? Một con nữa bị hóa đá nè. Hai con luôn. Rồi con này lại đây luôn. Lại cho hóa đá nè. Mày hả mày? Wow, trời ơi bạn ơi, mấy cây gậy này xịn quá à. Hóa đá được hết mấy con zombie luôn. Tiêu diệt được quá trời quá vật luôn bạn ơi. Ê, trời, cái gì vậy? Tại sao vẫn còn nhiều quái vật quá vậy các bạn? Ôi trời ơi bạn nhìn kìa, đằng trước vẫn còn quá trời quái vật luôn bạn ơi. Bây giờ làm sao đây? Ok, bây giờ nè, mình sẽ sử dụng cây gậy động đất để mình gọi là dùng động đất rồi là giết hết bọn nó nha các bạn nha. Mấy bạn coi mình nè. Ơi mấy con quái vật lại đây nào. Ôi, động đất. Động đất nè, sợ chưa? Ui trời ơi bạn ơi, mình khỏe quá. Mày hả? Động đất nè, động đất cho tụi mày chết hết luôn. Mà nó chết beo hết đó bạn ơi. Mày ui, mình bị lún xuống đất luôn bạn ơi. Mình bị lún xuống đất luôn. Ok, tiếp, gậy hóa đá nè. Ôi, hóa đá. Một con, hai con, ba, bốn. Ok, nhiều quá. Lại đây, zombie con hả? Zombie con nè, hóa thành cục đá luôn. Đây, ok. Ui, mày. One eternity later. Cuối cùng thì trời cũng đã sáng rồi. Ok bạn ơi, bây giờ nha, mấy con zombie bị mình hóa đá nè. Mình chỉ cần sử dụng cái cúp này mình đập nó ra. Đó là bọn nó sẽ bị gọi là tan nát luôn bạn ơi. Bọn nó sẽ không thể nào hồi sinh được nữa. Với lại là trời sáng rồi, mình sẽ không lo quá giờ xuất hiện nữa. Ok, đập ra nè. Đập mày ra nè. Ấy, kỳ này là hồ ly chính đuôi chết với mình rồi bạn ơi. Ok, đập ra. Đập ra nè. Mấy con zombie này thì làm gì được mình chứ? Mình có gậy phép thuật mà. Có con đằng sau nè. Đấy, đập ra luôn. Này, cái tên hồ ly đáng ghét kia. Ta nói cho ngươi biết nha, toàn bộ quái vật của ngươi đã bị ta tiêu diệt hết rồi. Bây giờ nè, ngươi không thả cá con với lại Sammy ra là ta tiêu diệt luôn ngươi đó. Đúng là lũ con người ngu ngốc. Ngươi quên mất là ta là hồ ly sao? Đâu có dễ thắng như vậy được. Hãy xem ta đây. Ngươi tính làm gì ta? Ủa cái gì vậy? Trời ơi bạn ơi, cái con nhỏ hồ ly chín đuôi này nó đáng sợ bạn ơi. Nó có quá trời phép thuật luôn. Vậy thì làm sao mà mình có thể đánh thắng được nó đây? Để coi nó đang làm gì vậy. Thắng ta đâu rồi hả? Thì ra người ở đây sao? Đứng lại. Ta ngu vậy, ta đứng lại. Chạy bạn ơi. Thả ta ra. Thả ta ra. Làm sao ta lại thả ngươi được chứ? Thả ta ra. Tức quá mà. Ngọc Ender. Ngọc Ender. Chạy. Đứng lại. Mày quá. Đứng lại cho ta. Ngu gì đứng lại. Chạy. Chạy kịp mấy bạn ơi. May quá. Trời ơi. May quá bạn ơi. Cũng may là mình chạy kịp. Nếu không thôi mình mà bị bắt lại ha là coi như là xong luôn. Không còn ai giải cứu hai người kia nữa rồi. Bây giờ làm sao đây ta? Mấy bạn ơi, mình chạy trốn thì mình mới vừa nghĩ ra được một ý này rất là hay luôn nè bạn. Các bạn biết là gì không? Tự nhiên giờ mình mới để ý rằng là mình đang có rất là nhiều ngọc Ender luôn. Bây giờ nha, mình sẽ sử dụng ngọc Ender này, mình bay ra đằng sau lưng của hắn ta. Và sau đó mình sẽ sử dụng một cái gậy phép thuật. Mấy bạn biết gậy phép thuật này gậy gì không? Đây là một cái gậy phép thuật. Khi các bạn dùng nó để chưởng thì nó sẽ biến ra được bong bóng nước. Và bất cứ ai bị trúng cái này thì người đó sẽ bị khóa lại ở bên trong bong bóng nước luôn. Là người đó sẽ không cử động được. Lúc đó mình sẽ dùng gậy thiên thạch để tiêu diệt hắn ta. Đúng rồi, quá hợp lý luôn. Ok. Để coi hắn ta đang làm gì bên đó. Để qua xem coi. Để coi coi. Cái tên phong cận kia, ngươi có ra đây không thì bảo. Nếu ngươi không ra đây, ta sẽ bắt lũ bạn bè ngu ngốc của ngươi rơi xuống hết lava. Thế nào, ngươi có ra đây không thì bảo. Hả?
Được rồi, nếu ngươi muốn ta ra thì ta ra với ngươi nè. Xem ta đây. Hỡi Ngọc Ender. Ê, tay sau lưng ngươi nè. Sau lưng ngươi nè, sau lưng ngươi nè, đuổi hết ta đi. Đuổi hết ta đi. Ok, ok bạn ơi. Ok bạn ơi, chuẩn bị nha, chuẩn bị nha. Ok ok, núp ở đây, núp ở đây. Đợi hắn ta tới bạn ơi. Ui, tới rồi, tới rồi. Hãy xem ta đây. Hay. Cuối cùng hệ ta cũng đã bắt được ngươi rồi. Cái hồ ly chính đuôi kia, ngày tàn của ngươi cuối cùng cũng đã tới rồi. Còn người yêu đuổi ngươi không làm việc ta đâu. Không làm gì được hả? Xem đây, thiên thạch. Thấy gì chưa hả? Chết ngươi chưa? Dừng lại hả? Hồ ly chính đuôi, ngày tàn của ngươi cũng đã tới rồi. Bây giờ ta sẽ cho ngươi bị vùi lấp dưới biển lửa. Hãy xem đây, thiên thạch rơi. Bum 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 bum. Vậy là hồ ly chính đuôi đã bị tiêu diệt rồi. Ha, ta nói cho ngươi biết nè, hồ ly chính đuôi, không bao giờ cái ác có thể chiến thắng được cái tốt đâu. Hãy nên nhớ điều đó. Nếu như ngươi còn quay lại đây thêm một lần nữa thì đừng trách ta. Nhưng mà chắc cũng không quay lại được nữa đâu. Bây giờ ngươi banh xác rồi. Trời trời, thiên thạch rơi xuống như vậy mà nghĩ sao sống nổi. Vậy là mình đã tiêu diệt được con hồ ly này rồi mấy bạn ơi. Này hồ ly chính đuôi hả? Mà khoan từ, còn Sammy với lại là bé các con nữa. Ui, quên mất. À, mình lại mình cứu hai người đó. Sam ơi, các con ơi, tôi tiêu diệt được hồ ly rồi. Ông Sam ơi, ông không sao không vậy? Yên tâm đi, tôi không sao. Trời, bà thấy không, tôi mới vừa gọi là tiêu diệt được con hồ ly đó. Vậy là coi như là chúng ta sẽ có thể sống trong hòa bình rồi, không sợ con hồ ly nữa. Ôi, từ để tôi tí, tôi lấy cái cục đất, tôi leo lên, tôi giải cứu hai người nha. Để xíu. Ồ, để tí nha. Ok, đặt okay, mấy cục đất nè. Ok, lầm mấy cục đất vô. Nè, để tôi tí nha, tôi lên cứu hai người liền, để tôi xíu. Ok, mình sẽ đặt bài lóc đất leo lên bạn ơi. Ok, leo lên nè. Để xíu nha. Ok. Trời ơi, mừng quá, cuối cùng cũng cứu được hai người rồi. Ra đi. Trời ơi, mừng quá à. Trời ơi, hai người có sao không? Tôi lo cho hai người quá trời luôn á. Không sao, tôi vẫn ổn. Vẫn ổn hả? Ok. Các con ơi, con có sao không? Có sao không? Không sao hả? Trời ơi, mừng quá. Tôi cứ tưởng là tôi sẽ không còn gặp lại hai người nữa chứ. Ôi là trời, vui quá. Ủa Sam ơi, bà có sợ không? Tôi không sợ đâu, biết sao không? Tại vì tôi tin thế nào ông cũng tới cứu tôi mà. Chắc chắn rồi, tôi nhất định phải đến cứu hai người chứ. Bởi vì hai người là người thân của tôi mà. Phong ơi. Hả? Tới đây tôi nói nghe nè. Tới đây. À, ok, cái gì? Thích gần tí nữa. Hả? Anh hứa là yêu em suốt đời, yêu lắm đó nha. Anh hứa là sẽ không nuốt lời điều mới nói ra. Muốn nói là thương em quá trời, nhung nhớ quá ta, và sẽ bên em đến cuối đời, không muốn cách xa. Anh khi sinh ra tính vốn thật thà, nên là thương anh phải nói ra. Muốn được bên em đến cuối cuộc đời, thế nên là anh không muốn cách xa. Ở ngoài kia bao nhiêu chàng trai, vì thấy em xinh tỏ tình là chính. Còn anh đây không giống bọn nó, vì anh yêu em nên mới thả thính đó nha. Và nếu em là công chúa bước ra từ xứ sở thần tiên, thì anh sẽ là hoàng tử đến bên em.